Xin chào tất cả mọi người, và hôm nay trong chương trình Món ngon Việt Nam, Dũng xin giới thiệu đến mọi người một món ăn của ngày Tết, đó là món thịt đông. Để thực hiện món này thì rất đơn giản thôi. Đầu tiên đang có đây là 300g thịt đầu lợn. Mình có thể mình dùng thịt má nè, thịt mũi nè, hoặc là mình sẽ dùng tai heo cũng được luôn. Và cái đến đang có đây là 1kg thịt đùi. Thì cái phần này mình lấy phần trên để cho nó có cái phần gân gân, nó sẽ ngon hơn. Bây giờ Út sẽ bắt một cái nồi lên bếp. Sau đó Út sẽ cho vào đây cỡ một thìa ăn cơm dầu ăn. Cái đến đang có đây là 50g hành tím. Hành tím này mình sẽ thái mỏng là như thế này, và cũng không cần mỏng lắm đâu. Thì Út sẽ sử dụng là một thìa ăn cơm. Mình sẽ cà nó ra, đừng có nát quá. Rồi, mình cho vô mình xào thơm luôn. Cái phần hành và tiêu thơm rồi, tôi sẽ cho vào đây là 1.5 lít. 300g thịt đầu heo này mình đã trụng sơ rồi, xong sau đó thái mỏng ra như vậy. Rồi mình cho vào trong nồi, mình hầm nó luôn để cho nó ra được cái chất nhờn. Này, cái đến là phần thịt chân giò này, đang có đây là 1kg thịt chân giò. Và mình cắt cái miếng bự như vậy để mình luộc cho nó mềm, xong tí mình vớt ra và mình sẽ cắt lại nhỏ ra. Đây, mình nấu khi mà nó sôi lên nè, có bọt vậy nè, mình sẽ canh mình hớt bọt đi. Và bây giờ Út sẽ nêm vào đây là dầu hào thần tài, 1 thìa ăn cơm. Cái đến là hạt nêm, 2 thìa cà phê, và muối, 1 thìa cà phê lưng, 1 thìa ăn cơm nước mắm. Đây, và bây giờ mình sẽ để lửa riu riu, mình nấu nó đúng 1 tiếng đồng hồ. Sau đó mình tắt bếp, mình để nguội và mình sẽ cho ra bát. Đây, khi chúng ta nấu được 1 tiếng đồng hồ rồi thì cái phần thịt giò này nó cũng đã mềm, mình sẽ vớt ra. Và phần nấm mèo này mình sẽ cắt sợi nó, mình cho vào. Đây, bây giờ phần thịt này mình cũng thái miếng rồi ăn, mình cho vào. Đây, khi mình cắt mình cho thịt lại vào trong nồi rồi, bây giờ Út sẽ tắt bếp. Bây giờ mình múc cái phần thịt đông này vào cái chén thủy tinh như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ để ở bên ngoài cho nó nguội, xong sau đó mình sẽ cho vào trong ngăn mát tủ lạnh. Mình để cỡ khoảng 3 tiếng thì cái phần thịt này nó sẽ đông lại. Sau một thời gian thì cái phần thịt đông của mình cũng đã hoàn thành rồi. Bây giờ Út sẽ cho ra đĩa. Và với món thịt đông này thì mình ăn kèm với lại dưa cải chua rất là ngon. Và món thịt đông này ăn ngon nhất thì chúng ta ăn kèm với lại nước mắm sống và cho vào đó một ít ớt, với lại ít tiêu. Chúc bạn thành công với món này vào những dịp cuối năm của gia đình mình.